trong thời gian tới học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh long an sẽ được hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đây là hoạt động nhằm trang bị các kiến thức kỹ năng cần thiết để các em nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn cháy nổ theo đó cán bộ quản lý giáo viên học sinh sinh viên sẽ được tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tính chất nguy hiểm tác hại hậu quả của cháy nổ và trách nhiệm toàn xã hội trong phòng cháy chữa cháy đồng thời tuyên truyền về biện pháp quy trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại gia đình trường học và cộng đồng đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên lồng ghép nội dung kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy vào môn học chính khóa hoặc thông qua hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống bảo đảm tối thiểu hai buổi một năm học đối với giáo dục đại học tuyên truyền lồng ghép vào môn học giáo dục quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoại khóa bảo đảm tối thiểu ba buổi một năm học